giờ cái nào rồi bao rồi lại đi nhìn cái bây giờ lấy cái bao đi anh rú lại đi quá trời ơi trời nhau lúc cả già đã ngồi rồi một lúc lắm bây giờ nhiều lắm bây giờ ơi. Xin lỗi. Ôi trời quá trời luôn nè. Xin lỗi rồi, trời luôn lỗi luôn. Xin lỗi rồi, trời luôn lỗi luôn. Xin lỗi rồi, trời luôn lỗi luôn. Xin lỗi rồi, trời luôn lỗi hello chào cả nhà nha, chào nhà thân thương cho đời cơi mình nha. Cả nhà thấy mình đang ở đâu nè? Chắc này là 4:30 sáng đó nè. À, mình theo cha mình đó, đi ra ngoài vuông của cha mình đó cả nhà. À, đi sổ đục nha. À, ngày hôm qua cha mình đó, có sổ đục cá kẹo nhiều lắm cả nhà. Thì hôm nay chia sẻ cả nhà là tại dịp cuối năm á, thì cá kẹo đi nhiều. Năm nào cũng vậy, vuông mình cũng vậy, năm nào cũng đi nhiều hết đó. Thường thường đi 3 ngày nha. Đi 3 ngày là nó nghỉ đi nha. Mà hôm qua thì được cũng hơi nhiều nha, ngoài ký á. Rồi hôm mình có đi đây rồi mình chia sẻ cả nhà là dắt đồ hôm nó không có chạy. À, rồi có chừng hơn ký gì đó, rồi dắt kế á, cha mình dở mình không có xuống quê được thì cũng cỡ 5 kg. Giờ dắt sáng nè, sáng cái này nhiều hơn nha. Thì chúc cả nhà con buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nha, toàn thể anh em trong ngoài nước cho giờ sức khỏe nha. Giờ mình sẽ trong thời gian này mình sẽ đợi cha mình ra rồi mình sẽ dở nha. Cá kèo đi bóng quá trời luôn nha, nãy giờ mình quay cái nhà xem mà không được, thấy cái đèn là lặn, thấy cái đèn lặn à. À, giờ mình sẽ đợi anh cha mình ra mình sẽ quay ra xem nha, có ít nhiều nha. Thì thu hoạch của người nông dân miền Tây và những dịp Tết có những con cá gì nha, và những hải sản gì của vùng đất Cà Mau nha, có nhà theo dõi nha. Cái này ra mình cũng ra nha, giờ nước cũng chảy cũng mấy à, nước quá trời lớn luôn nha, lớn đầy luôn á, dữ dằn nè, ngập chân nè. Để cha mình sẽ dỡ dở nha, còn thứ nhiều vô nè, quá trời nhiều quá. Để sao bây giờ, sao giờ cái bao nè, cái bao nè, bắt thứ thu ngủ lại đi, nhiều lắm nha. Chết xô đi. À, đây lấy cái bao đi. Ừ, cứu lại nó. Trời ơi, quá trời ơi trời. Con này nhà ơi. Lúc nãy mình ra đã còn lội một nước. Nhiều lắm bây giờ ơi. Nhiều lắm bây giờ ơi. Xin lỗi. Ôi trời, quá trời luôn bây giờ ơi. Phải đổi rồi, trời luôn nổi luôn. Ồ đầy luôn, cái nhà ôi quá trời luôn, đầy luôn rồi, 20-30 kg á, đủ lắm á nhà ơi, đầy luôn cái nhà ấy không, coi nè, hết luôn, đầy luôn luôn rồi, trời, đem thấy cái bao này đổ vô nha, cái pin này nó nằm đây đi, rồi lớp cũng đặt nữa, cái bao đây nha. Cha mình thấy đồ rồi. Đây có cái bao. Thủ sẵn cái bao nè. Thấy đồ, coi trời dữ lắm á nhà ơi. Nghe xem nè. Coi nè. Cái lú của cha đặt nè. Nó nằm ở quá trời luôn rồi. Coi nè, đầy luôn á. Đầy đục luôn. Biết luôn rồi nè nhà ơi,
Coi nè, khủng khiếp khủng khiếp, trúng hơn 15 luôn cả nhà. Coi nè, đặt em nè, ôi là trời đầy luôn, từ 30 kg trở lên, nhiều lắm. Để cho em thấy đồ nha, là trời trúng dã man này chứ. Cái vui mình nhỏ cả nhà ơi, vui cái kèo này thiên nhiên nha, chỉ một năm mà có mấy ngày Tết nữa đi thôi nha nha. Đó, quá trời vô gà rồi, có tiền cả nhà ơi, có tiền thì mình cha mình xài Tết rồi cả nhà. Vui mình thì nó không có trúng tôm nhiều nhá, thì vui nhỏ gà hé cống nhà biết vui vui mới lớn cả nhà. Đâu có lớn đâu, nhưng mà cống mình âm ở dưới cái kèo thiên nhiên nè. Thì coi này mình bán được nhiều tiền nghe nha. À trời ơi, để cha mình đem cái đèn pin vô cái đó. Lúc mình đi ra đây á, cha mình chưa ra là thấy cái kèo đây nè cả nhà, nó còn lội lần còn ngồi nè. Đó là số lượng như còn nhiều lắm đó. Đổ được nha. Mượn cho mượn đây á. Sao mình cứ lên được nè. Sao kinh được nè. Chết không? Gì mà nó đâu còn nguyên á. Quá trời. Đây sẽ để nguyên như đó đây. Chà, sẽ để đưa cái đuôi đó luôn. Cái nhà em cả đàn nha. Khủng khiếp, khủng khiếp. Nói chung là mình năm nay là trúng nhiều hơn một năm luôn. Nhiều lắm cả nhà ơi. Xem nè, đó, đầy luôn thấy không? Đó, sao lên nổi nè. Ôi nè đúng rồi. Là ba đoạn đi. Năm sáu đoạn. À. Đây có con cái gì kêu ồ ồ ồ đó. Cái này. Đây nha. Coi nè, đầy luôn rồi thấy không? Con tiếp nha. Nè dương dương cái kia. Đây nè đi chút. Nè chút. Giờ mình lấy những mất cái. Đấy, tụng lên. Khúc tài. Đi dành lên. Đi dành lên. Trời ơi, đã quá trời quá trời rồi nha. Là trời nè. Ô là trời. Sao trời về nè. Sao trời về được ra. Trời, nửa xô nè. Cái xô bự lắm nha. Nửa xô rồi. Đổ xô thôi rồi vậy hết. Cái xô này này. Đổ đi sập xuống. Sao được nè. Dù mình xa cả nhà ơi, cho nên mình giờ phải làm sao cho trở gì được chứ, hai đừng cho người ta thấy nha. Vô luôn, vô nha, vô đi. Vô hết đi rồi. Rồi mình đổ ra. Đổ cái bao. Để dành luôn, bánh dành luôn. Đi rồi, dạ ơi, đẻ nó gà. Trời ơi, gắt. Ôi, hổ trội nó gà nè. Mới gắt. Mới cố được rồi. Đậu, lỗ nó cho thằng voi mà. Gà ủng lắm á trời. Trời. Khủng khiếp luôn, đầy một xô luôn. Đây nè, lỗ nó mới kéo cái trái gột này. Đâu này là gắt cũ luôn ra thằng voi luôn rồi. Nó còn gì lắm nha. Nó còn đi nãy giờ thấy gọi đèn đèn nó còn lú đầu lên hoài luôn. Đó, gách lỗ con cha cọt, gách lỗ con cha cọt lỗ giờ chưa có giá kịp nữa nha. Ba con cua nhỏ nó ra nó cắn á. Đây nè. Để cha cọt lại đi. Mình bắt xong này rồi nên giá lại đi nè. Trời
này cỡ 30 kg trở lên đó cha. Ôi cha, hết trời, cái này cái heo đó nha, cái này ngon lắm. Cái đó ra có một cái nó ngon cực kỳ, cái kèo bự nha. Cái kèo này hôm qua cho 4 cái cha, hay bự hơn hôm qua cho ơi. Hiện tại em bán hôm qua cho anh bán gọi là 4 cái nha. Ôi là trời, nó ngon nè. Cái kèo này cũng kèo thiên nhiên hay vuông mình đó. Cái nhà không biệt cái kèo vuông, cái kèo nuôi nha. Cái kèo vuông nè, nó thon nó dài, nó đen mà đầu nó dài nè. Còn con cái kèo nuôi á, cái bụng nó bự, cái đầu nó vắng. Nó uống nuôi ha, nhưng mà nó vẫn cái bụng nó không có ha. Nó không có sọc, còn không có cái nuôi sọc nhiều lắm. Nè, lại kẹo nó ngon. Quá trời, một xô cá luôn rồi. Thấy mà mê. Mình tranh thủ đi 4:30 sáng nè, cả nhà nước lên nè, giờ cái vuông cái chai mình giờ lé đé luôn nè. 5 giờ. Bây giờ con ra 4:30 đó, con đợi cha. Rồi kéo lại nha. Nó còn ra nữa, nước đang lớn nè. Ra nữa đó. Bây giờ sao mình chuyển về vô bao đi. Vô bao chuyển xe về. À, chế ba là cũng mua đó, giờ mình bán lại chế ba ha. Chế dặn hôm qua có đó, chế dặn có như chế mua. Lọc khô ăn Tết rồi nha. Cái kèo này như mùa làm khô ăn Tết là ngay luôn, thành ra nó đang có giá đó. Nếu mình lựa ra cái kèo bự như đây nè là ký từ 170.000 nha nha, mình lựa ra nha. Còn mình solo thì cỡ 140-150. Cái này lớn hơn qua. Ôi là trời nè, cái nhà ơi. Cái xô bự lắm cho mấy nhỏ nha, cái xô này nha. Đó, cái xô bự cũng khủng khiếp không. Cái nhà, đây cái xô là 1 gan nè, 2 gan. Xô là 3 gan nè. Vậy còn 1 gan nữa đầy cá, 2 gan cá. Hả? Sao? Sao đây? Giờ đổi vô cái bao đó, sẵn nó cách thôi. Lấy cái xô luôn. Xô sao mà trả? Không có gì gan anh xe. Không được. Để lên trước luôn, chạy luôn. Để trước nó chặt. Rồi mình tạm dừng một xíu nha, đừng bàn anh cha coi cách nào chuyển cái gì nha. Nhiều quá, trứng lớn hồi chưa trước giờ chưa có luôn nha. Giờ mình phụ cha mình cắt cái cá chú bọc nè, chuyển về đằng xe nha. Dạ, vui lắm nha. Vui, vui bánh, vui bánh. Thank you.
Rồi mình thấy đe chuyện cái gì ở nhà hả? Giờ mình chuyển trước về mới trước lên rộng nha. Xíu mình ra mình lấy thêm nữa nha, rồi tổng kết cái nhà xem nha. Qua đây bao nhiêu con? Qua đây cái này nó bị ngọt đó nha. Giờ mình lấy ra nha. Đây. Cả nhà thấy không? Đó. Mình đem mình đóng lên thấy ngọt đó nha. Đây rau nè. Đây là thao nè. Còn chết trong tẩm. Đây nha, thêm đây là thao nè cả nhà. Đây nó ngọt cho bác nha. Cái bọc cho đứa con rồi đó, rồi đây này mới về em về đó mà nó bự đúng rồi chim cho mèo rồi đi kho bà nói tôi nói để cho kêu rồi đây còn một đây trong con xô nè chi ra đừng cho nó sống á nên nó chết á chấp hai lần hôm qua để chị lấy bọc chị mắt nè nó đầy cái đường đâu lâu nữa hồi hồi chiều qua có không cái này mới đã nè cái này bự nè chín giờ thôi rồi cái giờ coi thử hết đã không cỡ 9 giờ dễ 5 ký được rồi hết biết luôn rồi còn nó còn lội á nó còn lội như ngay á còn cái mới điện cho anh nhắc về tiếp hả? Ông chạy ngoài ngoài. Anh ra ngoài anh đón ngoài. Đó nha. Còn 30 ký vậy. Trời ơi trời cái hàm. Để hồi ta mua. Có giác một đó. Giác khá luôn, giác tối chết trơn rồi còn nhiêu đó. Để hồi nó ra. Nè cái thau này nè. Coi nè. Ô là trời nó ngon nè. Nó nói gì đẹp gì đâu. Nó cái này cái ngọt nè, mà nó bự nè, thấy không? Nó có nhỏ đâu. Con tay gái mình mà. Mới đem về ngọt cho tí. Cái này ha, ốp ốp rồi xương xương chiên một cái nó ngon. Rồi, ốp chiên chục. Nè, sắp nè. Mì. Gần quá, thầy ông chăn tay lưới cái cả mới vừa đâu. Bây giờ ông điện sốc là dính mùi bé ngọt. Cha con nó cái bữa sau ông sổ cho hai sổ luôn một bạn kéo cái lưới là dính rồi đó, ông sổ bữa nay mà kéo thử rồi lần. Ủa sổ là gì vậy là nhiều lắm đó. Lưới dính lưới là dữ lắm đi lúc. Lần thử cái sạch đó mà chưa đi không mấy coi. Hồi với bà xuống mình bán cho bà. Lớn con ơi con thiệt trời ơi. Hai bác cháu ngồi giá hoài chơi cả chục ký. Đúng không, ở ngoài anh toàn đi dở được mấy ký lô mà cũng sức mờ cũng dở được mấy ký hả? Thì đó đó vậy đó rồi nhiêu đây nè ra mãi nó chết con nhưng đó mới đó mãi chết vậy vậy hôm hôm là dở được trong thao này thao ít con à mãi anh xanh chết xuống kia anh mới đậu qua nữa chứ nó còn chết chơi còn đó mà ngộ ra con cá này không thấy nè không có đâu cái gì vậy em ra điện gì à điện không văng lưới dính rồi điện văng lưới dính đâu có gì là có cái đặc biệt rồi có lỗi ra trống gì là tối nay còn à. Đâu có lấy ba tháng rồi đâu phải đâu thấy đâu được dắt rồi dắt lên á đâu đâu có 50 ký à thiệt chứ bộ đâu phải nó giỡn nè đây nè đếm bao nhiêu thơ một đây nè năm sáu bảy tám đâu đâu có thao này trên 5 ký nữa nè có thao bự đó thì có đó mà còn mấy thao kia bên này nè rồi bên này nè nhà thì nãy giờ mình cũng căng cá cho người ta gọi nha, tại là nhà căng luôn á, có thằng em để căng thì ca bán được ký 1.4 nha, cái kèo cũng bự rồi. Thì giờ mình bán xong rồi thì cũng còn ít nè, mình chia cho mấy anh em ăn, hai người bọc bọc cái này ăn lấy thẳng luôn nha, đâu cứ mùa Tết chứ có chứ ngày thường ít có lắm, nên là giờ mình cũng chia cho người bịch bịch ăn lấy thảo, rồi kết thúc clip mình được gần 40 ký cái nha.
một buổi sáng giả đục á gần 40 kg. À, cũng mừng lắm anh dạy, có tiền là trả Tết nha. Mẹ vui rồi mẹ. Ờ, nhà vui mừng quá trời luôn. Có tiền ăn Tết rồi đó. Đó gần 40 kg thì cũng còn chưa ở nhà mình ăn nè. À, nếu mà đây nó chưa còn chạy nữa, còn mơ chạy nữa thì mình làm khô cả nhà. Làm khô mình ăn Tết nha. Cá kèo ăn Tết mà chấm với nước mắm me ha. Trời ơi ngon cực kỳ. Thôi là mình cá sống rồi nè. Để em vô mình làm cái lẩu hèm trụ nát nước nát luôn. Rồi mình chúc cả nhà bữa sáng vui vẻ nha. Rồi dạ. Mình dầm tạm biệt cả nhà đi. Nếu có thì mời có nữa mình sẽ quay chia sẻ nha xem nha. Các bạn cả nhà nha.